Còn chúng mình giới thiệu đến các bạn cây đàn Suzuki hàng Nhật bãi. Đây là cây có thể nói là hàng thanh lý, bởi vì thứ nhất là về tình trạng là đàn cũng đã qua sửa chữa. Đàn đã qua sửa chữa. Tôi đang thanh lý với giá 350 ngàn. Đàn này hiện chưa căng dây bởi vì tôi muốn thay lại bộ khóa. Cái bộ khóa của nó cũ quá rồi. Dùng nó vặn nó rất là kẹt. Thì tôi đã bỏ ra để chờ sẽ gắn lên cái bộ khóa mới, vặn nó trơn hơn để sử dụng tốt hơn. Tình trạng của đàn là vẫn sử dụng bình thường. Đàn đã qua sửa chữa, qua hai vết vỡ, một vết, hai vết. Đấy, người ta đã sửa lại, fix lại rồi. Nhìn bình thường này cũng khó thấy. Nếu nhìn nhìn loáng loáng trời tối thì chắc cũng không biết được. Nếu như này không không thấy, như cầm sát lại thì chúng ta thấy là đây là vết người ta đã sửa, người ta đã sửa lại cái vết dạn vỡ. Mặt trước thì vẫn ngon, mặt trước nguyên không có vỡ. Cần đàn thẳng có ti chỉnh cần. Nát tôi sẽ thay khóa và chỉnh action cho nó phù hợp để cho những bạn mới tập. Những bạn sinh viên thì điều kiện kinh tế nó không nhiều thì chúng ta vẫn có đàn để tập mà vẫn cho ra được cái chất âm của đàn Nhật. Cây này hiện thanh lý 350 ngàn, 350 ngàn, gọi là thanh lý vừa bán vừa cho thôi, vì cái bộ khóa này nắp một bộ khóa tàu nó đã tầm gần 100 rồi, chắc 80-90 ngàn, gắn bộ dây cũng 150 rồi, chắc riêng cái dây và khóa này nó đã lên đến 250 rồi đấy. Còn đàn nữa thì còn đúng với cái xác đàn chắc chưa đến 100. Còn ngựa rồi chốt thì đủ. Để cho những bạn chúng ta mới tập mà chúng ta eo hẹp về kinh tế nhưng vẫn muốn có một cây đàn Nhật cho ra âm của đàn Nhật thì chúng ta có thể mua cây này cũng được. Xấu xí cũ kỹ tí nhưng dùng vẫn ngon. Đấy, tình trạng tôi báo rõ. Đàn đã sửa. Giá thì là 350. Còn bạn nào muốn mua đàn nguyên zin đẹp, đàn Nhật thì giá nó dao động từ 2 triệu. Đây tôi cũng treo lủng lẳng ở đây. Đấy. Nói chung nó dao động từ 2 triệu đến 3, 4, 5 triệu tùy cây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Đây Suzuki đây. F130. Dáng D.